chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản học Việt. Hôm nay chúng tôi mời chị Nguyễn Ngọc Bích, tức là tiến sĩ Đào Thị Hợi, đến để mà thăm giáo sư Huỳnh Văn Lan và cũng thăm phu nhân giáo sư Huỳnh Văn Lan trong một cái không khí hết sức là gia đình. Vậy thì xin chị Bích có thể gửi lời thăm bác Lan với phu nhân. Dạ, thưa là chúng tôi là hôm nay cũng nhân thể có việc sang đây, thì thứ nhất bây giờ cũng muốn là xin đến gặp hai ông bà, hai bác Huỳnh Văn Lan và chị đây, là bởi vì là chúng tôi rất biết là anh chị rất là yêu ái với nhà tôi đến Ngọc Bích, và khi nhà tôi mất đã những lời thăm hỏi của anh chị đã giúp tôi qua khỏi đẹp và đi vững lòng mà qua những cái lúc quá yêu phiền như vậy, thành ra chúng tôi rất là biết ơn và thế nào cũng phải sang là để thăm anh chị. Cảm ơn. Dạ thưa, có nhiều lần mà chúng tôi phỏng vấn giáo sư Huỳnh Văn Lan về những vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa, và nhất là về cái ước mơ có một cái đệ tam Cộng Hòa ở hải ngoại đó, thì giáo sư Huỳnh Văn Lan luôn luôn nhắc đến giáo sư Bích. Thì xin bác Lan nhân tiện đây có này thì tôi cũng cảm ơn anh, cảm ơn chị Bích đến thăm từ này, và chị đến đây để cũng nhắc cho tôi nhớ đến Bích. Tôi cũng có một cái mơ ước, mà cũng cái mơ ước của tôi cũng không có khác gì cái mơ ước của anh Bích, là nói đấy và làm sao có một nước Việt Nam Cộng Hòa. Đã có rồi một cái nước Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất và một cái nước Việt Nam Cộng Hòa thứ nhì. Tôi hy vọng rằng sẽ có một cái nước Việt Nam Cộng Hòa thứ ba, để tam Cộng Hòa. Là ở trong đó đó là cái hình ảnh và cái ý kiến và những cái hoài bão của anh Bích đó. Khi tôi còn tiếp tục nói đến để tam Cộng Hòa thì tôi cũng không bao giờ tôi quên cái legacy của anh Bích để lại cho tôi. Anh hồi anh còn xin tiền đó, anh vẫn nói với tôi rằng phải làm sao giữ lại và phát huy lại những cái di sản của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi vẫn tiếp tục đó. Nếu mà Chúa cho tôi sống được 30 năm nữa, 50 năm nữa thì rất tốt. Mà lẽ là tôi sống được bao lâu thì tôi cũng cố gắng tôi phát triển cái phong trào Việt Nam Cộng Hòa. Mình đi qua bên này đó, chạy qua bên này rồi đó, thì là cái gì mình mang theo được, mình mang theo được của Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều cái legacy đó mà tôi nói đến những cái di sản này, về chính trị đó, mình tự lập, mình tự cường, tự hào nữa, phải không? Đó là về chính trị. Mà anh Bích còn sống thì anh bao giờ anh cũng ở trong cái ý niệm nè, Việt Nam Cộng Hòa, anh cũng nhắc đến đó. Và cái về giáo dục, những người bên này đó, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo gì đó, bao nhiêu người mình ở bên đây được ai đào tạo? Có phải là đệ nhất đệ nhị đào tạo không đâu, đào tạo ra những cái mà kiến thức, những cái đạo đức của các người trí thức hay là những người anh em đồng bào di cư bên đây đó, do ai đào tạo ra? Phật giáo, ai đào tạo những người Phật giáo? Có phải là từ năm 55 đến 75 không? Thành thử ra có những người qua bên đây họ không biết ơn cái đấy, mà cái người biết không biết ơn tên tuổi nhất á, bà Ngân. Bà Ngân là một cái người do là đệ nhất đệ nhì cầu hòa đào tạo. Anh biết bà Ngân bây giờ là chủ tịch quốc hội phải không? Đó là một người được đào tạo do đệ nhất đệ nhì cầu hòa dân Bến Tre, hiểu chứ? Anh hứa ra là một cái người có lẽ là bội bạc, hiểu chứ? Và bây giờ thì nhân tiện bác nói về những người được đào tạo, được Việt Nam Cộng Hòa đưa ra đào tạo, thì chị Bích cũng đã được, chị đi trước khi mà Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ phải không? Dạ không ạ, chúng tôi đi ra là có lẽ là đám tị nạn đầu tiên đấy. À vâng.
Vậy là năm 75 đó. Không, nhưng mà chị du học đây đi học, đi học bên đây đó. Trong lúc Việt Nam Cộng Hòa còn đang. Vâng, vâng. Vâng, tức là tôi nói về cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa đã vừa chị. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, dạ, năm nào chị? Tôi đi từ năm 59. Về năm 65. Vâng, nhưng mà chị nhân tiện đây thì chị khai luôn thì là chị học những trường nào và có những cái bằng cấp như thế nào. Lúc bây giờ là tôi cũng đã dạy ở trường Trưng Vương được mấy năm rồi, 6-7 năm rồi. Tôi đi sang thì lúc bây giờ tôi đã 20 mấy tuổi rồi. Tôi được cái học bổng của USAID đó, là sang học ở bên này thì tôi được tuyển chọn và học cái trường nó gọi như là một thứ normal superior của trường sư phạm của Pháp á. Thì ở bên này nó gọi là Teachers College Columbia University ở trên New York. Cái trường đó thì lúc nào nó cũng hãnh diện, nó nói rằng đây là cái trường của teachers of teachers. Teacher to teach. Nó có ở trong một cái hệ thống của Columbia, phải không chị? Dạ bác ạ, nó ở trong hệ thống của Columbia University. Thì trước hết là tôi muốn học để dạy về sinh ngữ thì tôi phải học một cái bằng, để lấy cái bằng PhD về ngôn ngữ học trước. Thế sau tôi học xong cái đó rồi thì tôi học về gọi là sư phạm đó, pedagogy, đặc biệt về ngành cao học. Về dạy các trường đại học đó, mà tổ chức các trường đại học ở bên Teachers College để lấy cái nó gọi là EDD, tức là Doctor of Education. Tôi có PhD và EDD. Vâng, thế về sau này chị dạy những đại học nào? Thì năm 65 tôi về thì tôi về tôi dạy đại học Kiểu Long thì tôi biết không phải. Đấy là nhạc của nó là sau ạ. Cái tôi về thì tôi dạy đại học sư phạm, đại học văn khoa. Và tôi được giao cho một cái trách nhiệm đặc biệt là tổ chức cái trường sinh ngữ cho trường thuốc. Lúc bây giờ là bắt đầu cái trường thuốc theo lối Mỹ đó. Thành ra là chuyển để mà dạy các anh em tiếng Anh và truyền tải những cái sách vở bằng tiếng Việt và tiếng tiếng Pháp đó, nhất là tiếng Pháp sang tiếng Anh để cho họ học. Thành ra tôi có cái trường sinh ngữ cho trường thuốc. Và là có lập một cái trường ngôn ngữ cho các công chức Việt Nam nữa thì gọi là hồi đó gọi là trung tâm sinh ngữ của Bộ Giáo dục. Và tôi làm phụ tá cho anh tổng trưởng giáo dục hồi đó là anh Nguyễn Văn Thơ, là bác sĩ Nguyễn Văn Thơ, để đi họp ở cái nó gọi là organizations and nó gọi CMEO, tức là Southeast Asian Organizations of Minister of Education. Đấy là hệ thống những tổ chức giáo dục, các tổng trưởng giáo dục ở miền Đông Nam Á. Và tôi được đi 7 nước ở trong Đông Nam Á làm việc. Về sau này chị có dạy ở Giọt Thao? Dạ vâng, không thì tôi sang đây thì tôi sẽ lại dạy ở Giọt Thao. Bây giờ là tôi đi về như thế, tôi làm việc như thế và tôi có tổ chức cùng với lại 7 nước ở bên Đông Nam Á. Tổ chức một cái nó gọi là cái Center for Regional Center for English Language ở bên Singapore. Tên tôi còn ở trên bảng đồng ở cái chỗ. Vâng, đây là vấn đề. Sau đó rồi tôi suýt nữa chết vì rocket của Việt Cộng hồi đó đó, 1968. Nhưng mà anh biết không, cái đời anh biết chị đây là trong ngành giáo dục phải thành thử ra cái đời từ nhỏ đến lớn. Vâng, nhưng mà đây là có là một cái sự nghiệp. Vâng, nhưng mà giáo dục này là giáo dục rất là cao, nhưng mà ở trong này có một cái ngành giáo dục là văn hóa bình dân, mà trong đó có bà là đóng góp vào văn hóa bình dân rất là nhiều. Với lại mấy anh chị em ở trong đó lắm. Vâng, thì bây giờ chị có thể cho biết là văn hóa bình dân lúc đó chị phụ trách như thế nào, và để rồi cuối cùng về sau cưới cô. Chị biết rồi, bác có
đi dậy đi làm việc ban đêm. Và xã tôi thì không có đi dạy, nhưng mà giúp tôi điều khiển cái trường sở đó cho nó sạch sẽ, bởi vì bữa người ta phải lo đổ trọng chu với thầy Cường. Không, nhưng mà làm sao mà bác lại lấy không có là tại vì đó là đám cưới anh Lê Phật Đạt, và xã tôi làm cô dâu, tôi làm cô rể, thì đêm mà đám cưới đó đãi vấn trăm người đó, thì tôi lúc bây giờ tôi thiếu giáo viên, thì tôi đứng lên tôi xin, trước khi họ ra về đó thì tôi cho tôi 5 phút, tôi bây giờ tôi đang cần rất nhiều giáo viên, tôi có mở một cái trường như vậy thì xin ghi tên cho tôi 1 giờ, từ 7 giờ rưỡi cho tới 6 giờ rưỡi tới 9 giờ, ví dụ vậy, ai cho cái gì cái nghề nào cũng được hết, tôi nhờ. Thì đúng là gọi là bình dân bách khoa bình dân dạ rồi đó, thì anh biết không là có là 37 người anh em đủ thứ nghề hết, giáo chức được gì đủ thứ nghề, dạy đủ thứ ngành ấy, kỹ sư được hết. Thì bà xã tôi á trong 17 cô thì cái bà có 16 cô đến ghi tên là những người có thì bác tuyển lừa không có bác tuyển lừa đến ghi hết bà xã tôi đến sau hết những người kia lớn tuổi bà xã tôi thì đến ghi hết, trong đó là có chị Kim Châu, chị Minh Châu, chị Trần Thị Huy thì nó đến ghi tên hết. Bà xã tôi thì bà lót tót sao hết, thì bà nói rằng là ông tôi không có dạy được, nhưng mà ông có cái gì cho tôi giúp được ở văn phòng thì tôi giúp. Thì tôi nói được. Tuần lễ sau bà xã tôi đến thì tôi nói trong văn phòng có rồi, người ta đến thư ký này nọ hết, thôi bà giúp tôi coi cái trường sở làm sao để mà tôi trả lại cho chính phủ mình mượn đó. Thì bà sáng phải trả lại cho bà Quỳnh Ngọc Nữ cho đâu vào đấy. Thì bà xã tôi đến rồi mở cửa trường rồi bà lo cho vệ sinh, rồi có một ekip vào khoảng 10 người. 10 người để lo vệ sinh nước uống, bà xã tôi lo nước uống rồi cho các giáo chức đó, chỉ có nước mà về đó. Sau đó thì có anh đào Trinh Bính cho nhỉ, có anh đào sau năm sau và khi nào mới nó sao tôi thế đấy, tôi bị tù rồi đó, thì anh đào Trinh Bính thế tôi làm tư tịch là hội dân lao bình dân. Thế nhưng mà cách nào mà bao nhiêu đó năm sau thì ai làm mai cho á? Không có ai làm mai hết, tôi làm mai lấy là tôi sau một năm đấy, tôi đến ghé thăm. Hồi đó thì người Bắc thì kín cổng cao tường nó không cho tôi có xe tôi rước, bà xã tôi không có đi xe với tôi. Bác có xe bà được anh cho xe đi đưa đi đón để giúp. Nhưng mà tên chị không, nhưng mà bây giờ trở lại với bác gái thì lúc đó phụ huynh bà đang tán bác như thế nào? nói chuyện rồi gì không tán. Bà xã tôi thích những người không tán. Còn những người tán bà đó. Không, nhưng mà có cái cách tán là kể về những công việc mà bà thích. Không có, bà xã tôi có nói tôi một câu là hồi mà ở trong cái tiệm Đồng Khánh đó, tôi lên tôi nói đó, thì bà xã tôi nói tôi cho tôi là một người ông có lý tưởng. Thành thử tôi có lý tưởng. Dạ, bà tôi nói hào hùng bởi vì thật cho không thấy không bây giờ không cái thấy. Chuyện cái hào hùng thì bây giờ bác 95 tuổi vẫn hào hùng như thường. Là tôi nói thì bà xã tôi hồi đó mến tôi vì có lý tưởng không? Chứ còn bà xã trước khi biết tôi thì cũng có nhiều người đi hỏi rồi mới bắt nhiều giờ. Tại vì thứ nhất là con nhà giàu lại đẹp nữa thì thành thật. Bởi vì nghe danh của đức ông thì... Thôi nhưng mà cái chuyện được cũ rồi hả? Và bây giờ đó, thì bây giờ tại vì bác vừa mới nói là bác gái nói là thích bác vì lý do bác có lý tưởng. Vậy thì bác cho biết cái lý tưởng đạo ông bà của bác với cái đệ tam Cộng Hòa thì... Không à, cái lý tưởng cũ của tôi đó, nhớ đó là tôi có từ nhỏ là cái quầy bảo đó, dạy những người nghèo. Tôi hồi 9-10 tuổi tôi trong trường tiểu học đó thì tôi ở dạy bạn bè tôi, bởi tôi là con nhà giàu đi, nói con nhà giàu thì mình có preceptor, có thầy giáo dạy nhà hài đàng hoàng, một thầy có kinh nghiệm sư phạm từ Ta Be ha, về dạy tôi là mấy năm đó thì cho tôi đi biết đi thi tiểu học, thì đó là cái bài bảo của tôi hồi tôi ở tiểu học là lớp tôi dạy anh em tôi. Không phải là tôi thông minh hơn thôi nè, nhưng mà tôi học nhiều hơn. Mình
mình có giáo chức tại nhà đó thì anh dạy bài mẹ tôi nghiêm nhặt đó, phải nhập một ngày 40 tiếng hồn cháu không có lơ mơ được. Còn ở trường đó một cái lớp 40-50 người mà cũng về giáo mà dạy 5-6 môn mà tôi hỏi làm sao mà giỏi được. Thành thử ra tới chừng đó rồi tôi thành ra là tôi dạy cho mấy bạn bè tôi. Lúc đó bác còn nhỏ bác đi học, còn bác tuổi. Học ở nhà thì có bị bà cụ đánh nhiều không? Có đâu, không có. Bà lại tôi đánh gì chuyện khác, đánh gì chuyện là để tôi nói nghe, ai muốn hỏi thì đánh gì chuyện khác là tại cái gì. Trưa lén đi lội, xong lội với những người ta đi, con ta đi lội từ nhà cho đến từ cái đập chưa là dài ba trăm thước bắt con đi ngủ mà trên bảy giờ đó ngày bắt bảy đi ngủ thứ lén đi đó thì có bị đòn cái nào thì đây đó, sẵn đây tôi cũng nói về bà xã tôi đó, anh đến đây đó anh đã phá bà xã tôi gần 100 lần có phải không? Là mấy lần rồi anh lên trận nhiều lắm, 90 mấy rồi. Mà chị thấy có ai mà ra như điểu mà đi phỏng vấn mà tại vì cái đó là tại vì bác là làm báo lâu rồi nhưng mà cái thói quen nghề nghiệp đó là cứ thấy cái gì thắc mắc cái thì phải nhào tới rồi. Đó thì tôi đó, mỗi lần anh phỏng vấn tôi thì bà xã tôi rất interested, chứ không phải là tôi làm một đường rồi tôi không có đâu. Hay là tôi nói chuyện với anh bao giờ tôi cũng nói chuyện cho bà xã tôi vui. Nói chuyện gì? Ví dụ như là thấy cái gì trên TV thì đó thì tôi nói chuyện với bà xã tôi vui. Thế là phải có bà xã approve thì bác mới nói chuyện với cháu. Cái đó cũng nói vậy cũng được. Nhưng bây giờ thì để tôi nói anh nghe. Không, bây giờ đó trở lại với bác. Có cái này, tôi muốn nói cái này. Là cái philosophy, cái nhân sinh quan của tôi. Mấy em tôi đó thì đến đọc kinh rồi, chú Liêm ở trên xe cứ đến đọc kinh rồi cho chị đi mà không có bệnh hoạn, không có đau đớn. Tôi ngược lại nè, tôi nuôi bà xã tôi muốn bà sống. Nên, bởi vì tôi thấy cái đời sống quý đó. Còn cái chuyện mà đau ớn, rét, nhiều khi bà khóc như con nít thì tôi nói với bà xã, cái giá phải trả. Thấy chưa? Bây giờ cái đời sống nó quý gì phải nhân trả cái giá. Bây giờ nhân tiện đây thì xin hỏi là bác đã bị bệnh từ năm nào và bây giờ cái tình trạng sức khỏe làm sao? 8 năm rồi. 8 năm rồi. Bể cái hiếp đi bên chơi bên Swiss rồi. Bể một cái hiếp. Nhưng mà bể một lần chẳng nói gì. Nó đi ski xong mười chết. Mười. Không, như bà hôm nay là cháu cũng rất là may là bởi vì mọi lần đến chị Hợi biết là mọi lần đến là bác nằm không rồi. Hôm nay thì có chị nhờ chị. Không, bác biết không? Mổ 4-5 lần. Mổ cái hiếp này không lành rồi bể cái hiếp bên kia mổ nữa. Rồi gãy chân nữa, mổ nữa. Thành thử ra đi đến cái chỗ nó không lành được. Thành thử ra nó bây giờ yếu lắm. Chị biết chị Linh đó. Chị thôi chị cũng đi làm thai cái hiếp rồi đó. Thai nhưng mà... Có trống nó có thai rồi nhưng mà nó bị bên này thì nó... Nó bên này thì nó stable thôi, nó gắn vậy thôi chứ nó không có thai. Bên kia, bên tay mặt thì thai, còn bên này nó chỉ gắn thôi. Thì đúng rồi. Bây giờ đó thì... Bây giờ sau khi mà bác nói những chuyện mà nhất là về sức khỏe của bác gái cũng mà so với mấy tháng trước thì nó đỡ hơn. Thế nhưng mà không có thôi đỡ hơn, thể xác thì yếu hơn. Vâng. Nhưng mà cái tinh thần được giữ được mình vui vẻ tỉnh táo. Vâng. Vâng. Bây giờ thì bác cho biết về cái hoài bão của bác về vấn đề nghe tai của bác đó. Nhưng mà cái bác cho biết cái xương sống của cái đó là đạo ông bà, tại vì chị Bích cũng rất là quan tâm về vấn đề đó. Chị biết không, cái bài của tôi mới nói ở Đại học Berkeley đó. Thì đó họ đưa cho tôi một cái đề tài. Anh có đi họp hôm đó không? Không đi họp, ở dưới này nói nghe chị nghe. Ở dưới này đó, họ tức là một phần thảo luận. Anh giáo sư Lâm Lễ Trinh nhỉ? No, cái anh mà tự đứng ra tự Dưới Tường. Anh Vũ Tường. Dưới Tường. Thì ở trên họ rọi ra làm cái outline. Tôi này tôi nói vậy rất tiện. Thì họ có nói là họ sẽ gửi cho em cái đó để cho em xem hết tất cả những cái đó. Này sao nó sẽ in chắc chị được, sẽ được cái đó. Thì đó để tôi nói nghe như thế nào. Họ đưa rất tiếc là anh Bích không còn sống. Phải rồi. Anh đưa, họ đưa tôi một cái đề tài mà họ nói là không ai làm được. Có lẽ họ cũng tưng bốc tôi, anh nói gì nhau quá. Họ nói chỉ có mình tôi có thể nói được cái đó. Chứ những người khác
họ nói gì kỹ thuật được, như anh Cường nói kinh tế, anh Ngọc, anh Nhã được thì họ nói về cái chuyện kỹ thuật được, nhưng mà họ không có nói được về cái văn hóa, chị hiểu không? Thì họ nói tôi nhận cái đó thì tôi nhận ngay, thì tôi nói về cái văn hóa của dân tộc Lạc Việt của mình. Trong đó tôi cũng refere anh nghe chưa, bởi anh này tôi có đọc cái bài của anh viết một tập sách nhỏ về vấn đề văn hóa dân tộc Lạc Việt, thì tôi đào sâu trong cái đó đó, nhất là đi đi khảo cứu về cái văn hóa Đông Sơn, văn hóa bảo Đại Lộc nữa, anh nhớ văn hóa nó hai cái nữa anh thấy, thì tôi đọc những cuốn sách đó tôi biết chứ không phải là chuyện tôi bày đặt ra, thì tôi thấy là cái văn hóa nhân bản của mình là chỉ cái cốt lõi của nó là đạo ông bà, ở trong đó tìm ra được đó, thì thấy họ nói như thế này: thờ trời và thờ người. Nhớ người, người đó thì chỉ có hiểu được ông bà thì chứ không có gì hết. Thế thêm cái đó rồi là trên cái chống đồng của mình nó có rõ ràng. Thì đó thì tôi cơ dê tôi tìm hiểu về cái đạo ông bà, thì có nhiều người nói đạo ông bà không thấy, làm sao không có thầy chùa, không có đạo sĩ, không có gì hết mà tại sao đâu mà, nhưng mà không về là nó tắm nhìn ở trong cái linh hồn của dân tộc, cái truyền thống của mình nó trong thống, gia đình nó thành ra, nó thành ra là thành ra như là cái tính ngưỡng, cái bản chất chứ không có cái đạo theo cái hiểu của mọi người, phải là một cái ông gì huyền bí hay là cái gì không, nó là truyền thống, cái này nó đã thấm nhập vào cái tâm hồn tâm thức của đời sống của mình, nó thành ra như là cái nay xây cái nay chưa phải không chị, thành ra cái bản chất thứ hai của mình con người Việt Nam rồi, nó khác anh thấy không, thành thử ra ra thì tôi cơ dê về cái đạo ông bà đó, thì là cho tôi đó là cái cốt lõi đó, thì cái sự đóng góp của chữ sĩ nho giáo, của chữ đạo, của đạo lão giáo, của chữ từ bi của Phật giáo, của chữ bác ái của Thiên Chúa giáo, thì với sự đóng góp đó thì tôi như thế này, tôi có thể là nếu mà suy nghĩ thì tôi chắc chắn là đồng bào và các bạn sẽ đồng ý với tôi, nó đúc kết gì à, và nó đúc kết, nó phát huy và đúc kết, nó cô động lại thành ra cái văn hóa nhân bản Lạc Việt thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Bởi vì tại sao thời Đệ Nhất Cộng Hòa, trước Đệ Nhất Cộng Hòa là cái văn hóa colony mà văn hóa thuộc địa phải không chị, thì sau Đệ Nhất Cộng Hòa là cái văn hóa chiến tranh phải không chị, có Mỹ vô, thành thứ nó khác kia lắm. Nếu mà mình xét cho kỹ đó, hai cái văn hóa trước và cái văn hóa sau của Đệ Nhất Cộng Hòa, chị thấy nó khác nhiều phải không chị, khác rất nhiều rồi, thành thứ ra tôi nói là nó đồng kết lên thành ra một cái văn hóa nhân bản Lạc Việt, nhớ nghe, tôi nói không phải của mà là thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Bây giờ đó bác vừa mới trình bày về vấn đề đó rồi, thì như hôm trước bác nói chuyện với cháu ấy, thì bác bảo thì là Việt Nam ấy, là có thờ Chúa Thượng Ngài, cái đó đấy là dân cãi, còn còn và Chúa Thoại ấy, là nước ấy, thì chị Bích đã bao giờ mà đến thăm những cái đền thờ bà Chúa Thoại, Chúa Thượng Ngài miền Bắc chưa? Dạ, thế lúc ấy thì tôi còn nhỏ quá thì cũng không, nhưng mà mẹ tôi đó là lúc nào cũng tháng 3 thì đi lễ để là đi phủ giày này, tức là xuống thăm đấy, đi phủ giày này, rồi đi Sòng Sơn này, Sòng Sơn là chúa Liễu Hạnh này, rồi có các cụ lên đồng đấy, ta lên đồng đó thì là có màn và Chúa Thượng Ngàn này, cô ba thoại này, rồi là có cái câu rằng thì là cô cái gì đâu. Nhưng mà đến cái này để tôi trình bày cái gì, tức là gì, tức là mình sống với thiên nhiên. Thế là bây giờ có cái chủ môi cái trường hay là environment đó. Chị thấy không, rất là hay cái đó. Để tôi nói nghe cái ý của tôi. Khi á hồi đó đây nước Văn Lang và với cái đạo ông bà với cái văn hóa đó vậy đó. Khi nó có cái này cũng hay đó mình. Nước Văn Lang của mình nó hồi đó cái gì thành ra một cái nước, một cái quốc gia, nó phải có cái biên giới phải không chị? Núi này nè, phải không anh? Mình ở dưới này có núi, có sông phải không anh? Thành thử ra đất nước, anh để ý không? Thì á, cái đạo ông bà nó nảy ra một cái, nó linh thiêng quá cái đất và nước. Sau thì đạo rảo vô mới cung kiến được cái ý niệm về cái đất nước nó có trước ra nè. Vâng, bây giờ thì hôm trước thì nói chuyện với bác Lan đưa ra cái ý kiến đó thì bác Lan bảo là tôi phản đối, nhưng mà thực sự tôi bảo là
cái đó là một cái lý thuyết, một cái thuyết cần phải được chứng minh bằng những sự nghiên cứu khác, thì chị biết nghĩ sao về vấn đề đó? Không, không, tôi thấy là có nhiều người nghiên cứu cái đó lắm rồi, chứ đâu có, đâu có là nói không. Cũng như nhà tôi thường thường nói là chỉ có nước Việt Nam của mình mới nói tên đất nước. Mình không nói đất. Phần lớn là họ nói đất, nhưng mà mình là nước, là bởi vì cái giống dòng giống của mình là từ dưới biển mà lên, chứ không có mình không có lúa nước. Mà mình dạy cho tàu cái buổi văn hóa lúa nước, chứ còn họ ở trên miền Bắc đó, họ đâu có. Có nhiều những cái đó lắm, bất thật thì không thể nào nói được, nhưng mà anh muốn tìm những cái đó thì trong các anthropology hay là các cái sách về văn hóa. Bây giờ họ khảo cổ ra nó cũng đi về cái chỗ này, khảo cổ nó đi về cái đó nhiều. Bây giờ đó là một chứ không phải là cụ nói ra là cụ nói trong không ở đâu đâu, có hết à? Không, bây giờ là một nhà giáo dục mà đã dạy ở rất nhiều đại học Mỹ rồi, thì chị cho biết rằng cái sinh viên của họ học trên đại học thì họ có để ý đến văn hóa Việt Nam nhiều hay không? Nghĩa là các chủng tộc họ có để ý đến văn hóa của Việt Nam nhiều hay không? Tôi xin nói thế này, cái năm mà từ năm 75 mình sang đây Đông đó, rồi thì là có các cái chỗ mình đến để dạy về văn hóa, họ là cái lúc đó là họ không muốn nói một tí gì về Việt Nam, họ không muốn dính dáng một tí gì cả. Và nếu mà họ không muốn nói đến thì họ nói là về cái vấn đề chiến tranh Việt Nam và những lính Mỹ là chết làm sao vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đấy, cũng như là cái hội nghị vừa rồi của bác có dự đó, đấy, mà qua cái Skype hay là gì đó, thế nhưng mà đã bắt đầu dần dần người ta mới. Nhưng mà trong khi mà cái kinh nghiệm của tôi và Bích dạy ở George Mason, George Mason của Virginia, thì tôi dạy về môn gọi là văn minh Việt Nam, và nhà tôi thì dạy văn chương Việt Nam, thì là đông sinh viên, rất nhiều sinh viên, họ rất chú ý, họ không học thì thôi, nếu mà họ không ở trong cái không có cái mentality để đi học về xã gọi là xã hội nhân văn đó, khoa học xã hội đó, thì họ không ấy. Nhưng mà khi mà mình nói rồi, mình nói ra, chẳng hạn như tôi nói một câu rằng chúng tôi là theo mẫu hệ, và cái người phụ nữ Việt Nam là đã có cái không bao giờ phải đi đòi cái chuyện gọi là không có kỳ thị mà. Bởi vì chỉ có Việt Nam mới có cái chuyện là chia của cho cả con trai con gái như nhau đó, thế thôi, chứ không có. Mà rồi thì thường thường là con gái lại nuôi bố mẹ già, hay là trong Nam thì lại có cái chuyện là ở rể đó. Rất là không có cái chuyện phải tranh đua. Bây giờ mình không có kỳ thị. Không, như bây giờ chị cho biết là trong cái đám sinh viên đó thì cái thành phần mà quốc tịch gốc của họ thì nó nhiều sắc tộc hay là Việt Nam? Dạ, có nhiều nhiều lắm, có nhiều sắc tộc lắm. Họ thấy như là người những người gốc gọi là Latino đó, người Tây Ban Nha đó, họ rất ui thế hay quá, chúng tôi cũng thế. Họ cũng như là thường thường họ viết tên họ lại còn tên dài thế này, cái đằng sau đây là tên là họ mẹ, họ cũng quý hơn mẹ như thế. Thế hay là cái khi mà tôi giảng về chết Đông Phương đó, thì mấy anh sinh viên thì đại Hàn của tôi đó, họ thích lắm, họ bảo thế là mình có học chung với nhau. Bởi vì đó, cái anh đọc cái bài của tôi đó, thì tôi nói về cái văn hóa văn bản lạc Việt của mình với cái đạo bà đó, thì không có kỳ thị, chưa có kỳ thị. Từ khi mà nhập với bị cái nước Nam Việt của Triệu Đà đó nó chi phối đó, thì mình nhập cảng chiến sĩ. Chính mình cái chữ sĩ, cái tội nặng nhất của chữ sĩ đó là phá cái chữ Việt và đem cái vụ là Nhất Nam viết Nhất Hữu thập nhữ viết vô chứ hình ra cái đó là cái cha rồi này kia nói thôi, chứ mà mình không có cái đó. Bây giờ bác Huỳnh Văn Lan có nói rằng thì là nghĩa là vấn đề lý thuyết ấy, thì là một cái chuyện mà nghĩa là viết lách hoặc là nói ra trên video, nhưng mà bác Huỳnh Văn Lan có nói rằng một cái giản dị nhất để giữ về đạo ông bà đó là vào dịp Tết, vào cái đêm giao thừa thì mời ông bà về, thì xin bác Lan nói rõ hơn để không thì cái đó kiến. Thì là mình mời ông bà về chung vui, nhưng mà cái đó chỉ là một cái ceremony, một cái hình thức tối thiểu rồi, chứ còn là
cha mẹ của mình, ví dụ như tôi lấy cái này, Việt Nam của mình không có cái ngày Modi Day chị ạ. Tại vì 365 ngày là Modi Day, thấy rõ ràng những cái đó. Không, nhưng mà bạn bảo là chỉ có một cái ngày 30 Tết không, nhưng mà không mà về đâu ngày dỗ Tết là có với cái này đấy chị, quan hôn tang tế gì mình cũng trình bà không với cái này đấy chị. Mình ngược với Phật giáo là cái chỗ đó, Phật giáo thì nói rằng bị đầu thai rồi phải anh chị. Còn cái đạo ông bà đó nói cha mẹ vẫn còn hoài mà đâu có đầu thai, vẫn cho linh hồn vẫn còn sống hoài ở với mình phải anh chị. Khi nào mình cần mình mời kêu gọi ông bà về giúp gì thấy không? Bởi vậy đó mình mâu thuẫn với đạo Phật giáo là cái chỗ là đầu thai, là đầu thai đó, đạo bạc của mình nó có đầu thai không, nhưng mà Phật giáo nếu mà đọc kệ thì cái người đó được đi đầu thai. Nhưng mà tại sao khi chẳng hạn như là bảo đừng có sát sanh, là bởi vì nhiều khi thầy giảng là dạ, thầy thì trong cái con chim con chóc hay là con vật mà mình dẫm lên thế này, biết đâu cái người đó chẳng là bố mẹ mình không, thì bởi vậy đó là sáu cái bực đầu thai phải không chị, sáu cái mà sao hết đó, thì thành thứ vật nghe chưa, thành thứ ra từ cái chỗ đó thì nó cũng hơi mâu thuẫn với đạo ông bà. Với đạo ông bà đặt cho linh hồn của cha mẹ mình đợi đợi phải không, đợi đợi thì mới là đi về với mình chứ không nhận. Thưa bây giờ cũng nói chuyện về Bích, nhiều người là họ nói rằng anh ấy đã thất siêu thoát nhưng mà vẫn quanh quẩn. Phải rồi, tôi không tin ảnh này. Phải đầu thai chỉ tin thì chỉ tin này. Tôi không tin là trong đạo Phật cũng không cấm cái chuyện đó. Không cấm cái chuyện đó, không có nói, không có cái sự gì ngược cả. Đấy. Nhưng mà cái chuyện là mình cả làm cái gì mình cũng trình với lại tổ tiên mình. Phải rồi. Không có cái chuyện gì là không trình tổ tiên. Thế mà chẳng hạn như là trước khi mà làm đám tang cho ai đó thì mình cũng là phải lễ ông bà mình đã. Phải rồi. Thế nghĩa là nghĩ là cái đó còn chứ phải không? Thế rồi chẳng hạn như là bây giờ thưa anh với lại chị với tất cả mọi người đây, chúng tôi có một cái niềm hãnh diện rất nhiều là tôi mua được cái đất cho nhà tôi cùng một lượt, và được bây giờ Bích được nằm cạnh mẹ đó. Thì đấy, cái có phải là đấy là một cái sung sướng đó, không phải rồi cái đó, đó. Cái đó cũng là một cái hay đấy, mà tôi hay cái tin cái linh hồn của mẹ mình nó còn sống đấy. Bích được nằm cạnh mẹ và Bích được nằm cạnh cụ các cụ Trương Nam Khải hay gì đó, tức là mình vẫn lúc nào mình cũng tin rằng cái tinh anh cái gì đó của bố mẹ vẫn còn ở đó chứ không có chữ mẹ đâu phải chưa. Vâng, thì bây giờ đó, chúng tôi rất là cảm ơn về cái sự mà cố gắng mà góp mặt của phu nhân của giáo sư Huỳnh Mạng Lan hoặc là bà Phụng Vị Bệnh, mấy này có sự hiện diện của chị Hợp và cũng như giáo sư Bệnh. Thì xin giáo sư Huỳnh Mạng Lan có thể kết thúc cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay trong cái tinh thần gia đình. Tôi thấy vấn đề là bữa nay đó tôi cũng cảm ơn anh tổ chức cho tôi gặp chị Bích này chứ. Đây là nhiều cái mà cái lý tưởng của anh Bích cũng là cái mơ tưởng của tôi, thấy chưa, là ráng làm sao gìn giữ lại những cái giá trị của Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều cái giá trị nội, ví dụ như tôi nói anh rồi đó, cái lập ốc tự lập, ví dụ như bây giờ mình thấy cái gì cũng nhờ bà Mỹ đó, mình cũng khó chịu phải không? Rồi cái đó là kinh tế nữa, làm ăn kinh tế làm giàu. Nên nhớ một điểm, kinh tế của đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhất Hòa là kinh tế nhân bản. Nhân bản là gì? Phụng sự con người trước khi phụng sự kinh tế, ở tư bản trước khi phụng sự tư bản. Đó là những cái hoài bão của tôi, làm sao có được một nước Việt Nam nó có những cái legacy của đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa. Đó là cái hoài bão của tôi, cũng là cái mơ ước của tôi. Chị Hoài, nhân tiện đây thì có một cái cuộc họp có tính cách gia đình đây, và nhưng mà mặc dù có tính cách gia đình thì cũng vẫn có thính giả, thì nhân tiện đây để mà nhớ lại anh Bích, và chị có thể gửi lời với tất cả những người mà đã từng hợp tác với anh Bích cũng như là đã ủng hộ anh Bích trong cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, thì chị có thể nói với họ.
Tôi cũng không biết là phải thưa như thế nào, nhưng mà tôi cũng là trước hết. Nhưng mà để là cái legacy chỉ. Dạ vâng, là thưa chúng tôi rất là một lòng với lại nhà tôi về tất cả những chuyện anh đã làm. Thế và chúng tôi thấy rằng là anh Bích tôi cũng có làm một số công chuyện, và nhất là anh lúc nào cũng như là nhiều anh em đã có làm một quyển sách và nhà tôi nói là một lòng vì quê hương đó. Thế thì anh lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải làm cái gì để cho quê hương bớt khổ, mới là quê hương phải sống lại những ngày thanh bình cũ của những năm Cộng hòa cũ. Thế nhưng mà thành ra là anh ấy hết sức là nói lên cái lý tưởng Cộng hòa, không phải là đem cái Cộng hòa đệ nhất, Cộng hòa đệ nhất đệ nhị hay là gì về lại, nhưng mà cái lý tưởng Cộng hòa là phải được những cái legacy của thành ra là chúng tôi cũng rất là cảm niệm với tất cả quý vị nào đã nghĩ rằng là quý vị có thể cho là cái đường đi của anh ấy là cái đường đi đúng, và có giúp để mà quảng bá phổ biến và gây dựng được cái tinh thần xin lỗi tinh thần Cộng hòa đó, thì chúng tôi xin hết sức là cảm tạ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với chị Hương ơi, cô Huỳnh Văn Lam và tiến sĩ Đào Thị Hợi là phu nhân của giáo sư Nguyễn Văn Vích. Xin cảm ơn quý vị.